Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án khởi tố 23 người về hành vi nhận hối lộ và đưa hối lộ liên quan đến đăng ký đất đai. Trước đó, ngày 30 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam. Nguyễn Ngọc Anh, 36 tuổi, Lê Hải Đăng, 30 tuổi, Vũ Văn Quang, 38 tuổi, đều là cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn. Cao Thị Thùy Dung, 32 tuổi, cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa. Trịnh Thị Hoa, 41 tuổi, cán bộ Cục Thuế khu vực Sầm Sơn, Quảng Sương. Lê Thanh Bình, 34 tuổi, nhân viên văn phòng công chứng Lê Thành Phương, thành phố Sầm Sơn. Và Trương Thị Hồng, 43 tuổi, cán bộ địa chính phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn. Ngoài ra, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 16 bị can khác, gồm 3 cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, một giáo viên trường mầm non phường Quảng Vinh, một cán bộ địa chính phường Trung Sơn, ba cán bộ địa chính xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, một cán bộ địa chính phường Trường Sơn, một nhân viên văn phòng công chứng Lê Thành Phương. Qua điều tra ban đầu, cơ quan an ninh điều tra công an Thanh Hóa xác định, trong số 23 bị can nêu trên, có 8 bị can đã nhận hối lộ và 15 bị can đưa hối lộ. Riêng đối với 5 cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn là Lê Hải Đăng, vũ văn quang lê thị oanh trần thị xuân và phạm thị trang đã nhận tiền của những người có nhu cầu làm nhanh thủ tục đăng ký đất đai hoặc xử lý hồ sơ thủ tục đất đai để nhận hối lộ trong thời gian dài nhiều lần vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng